Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết thực tế Honda Vario 125 2013 đầu tiên xuất hiện tại đại lý Việt Nam. Cái chiếc Honda Vario 125 2013 phiên bản mới nhất được nhập khẩu trực tiếp từ thị trường Indonesia. Cái mẫu xe này hiện vẫn chưa có mức giá bán chính thức, nhiều khả năng sẽ chênh lệch từ 1 đến 2 triệu đồng so với phiên bản đời cũ. Chưa đầy một tháng kể từ khi được giới thiệu thị trường Indonesia, phiên bản mới nhất của cái mẫu là Honda Vario 125 2023 đã được mang Việt Nam thông qua một cái cửa hàng tư nhân trên cái đường Lê Quang Việt, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cái chiếc Vario 125 phiên bản 2023 không dùng chung ngôn ngữ thiết kế của cái dòng Vario 160. Hãng Honda vẫn duy trì kiểu dáng quen thuộc của mẫu xe tay ga này, tuy nhiên nhiều chi tiết được nâng cấp cũng như bổ sung thêm phần công nghệ. Dễ dàng nhận thấy nhất ở phần đầu cái chiếc Vario 125 2023 nay được làm gọn gàng hơn, góc cạnh hơn, ốp hai bên có thêm khe gió thật hay thay vì là những cái đường gân giả như ở cái bản đời cũ. Bộ mâm xe cũng có một vài thay đổi nhỏ, kích thước thì vẫn giữ nguyên ở mức 4 inch, trong khi lớp sau lớn hơn đời cũ là 10m, mặt bề rộng đạt ở con số 180. Cái chiếc Vario 125 2013 không có hệ thống phanh ABS giống như phiên bản đời cũ. Cái mẫu Vario 125 này có thêm hệ thống chìa khóa smart key rất giống như cái dòng là Vario 110, Vario 160. Nâng lên cái chìa khóa smart key hiện là một cái xu hướng của rất nhiều dòng xe hiện nay, từ các dòng tay ga đến những mẫu xe còn tay. Cái chiếc Vario 125 2023 thì được trang bị thêm cổng sạc USB ở hốc đựng đồ phía trước. Thiết kế cái cụm đồng hồ tốc độ cũng có một vài thay đổi đôi chút. Hãng Honda tiếp tục trang bị cho mình có động cơ XB dung tích 124,8cc rất quen thuộc cho cái dòng Vario 125 2023. Cái khối động cơ này cho ra công suất 11 mã lực, ấn ngưỡng từ máy 8.500 vòng/phút, trong khi mô men xoắn cực đại chỉ có 10,8 Nm tại ngưỡng vòng tua máy là 5.000 vòng/phút. Honda Vario 125 2023 được mang về Việt Nam lần này với 5 tùy chọn màu sắc. Hiện tại thì xe vẫn đang trong quá trình đăng kiểm nên chưa có mức giá bán chính thức. Cái phiên bản cũ của cái dòng là Vario 125 đang được bán mức giá động trong khoảng là từ 48 đến 50 triệu đồng. Khả năng rất cao thì cái bản đời Vario 125 2023 sẽ có mức giá bán nhỉnh hơn từ 1 đến 2 triệu đồng mà thôi. Và trong cái tầm giá cái mẫu tay ga này, nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu nặng ký như Piaggio Liberty One 125, mức giá thị trường là 48.300.000 đồng, hay phiên bản Yamaha NBX cái đời 2022, mức giá dao động trong khoảng từ 54.500.000 đồng đến 55.500.000 đồng cho từng phiên bản. Cảm ơn các bạn hãy giải đáp này, hãy để chi tiếp nhấn like, subscribe.